quý vị và các bạn, ASEAN vẫn được coi là hình mẫu của hội nhập khu vực về việc làm thế nào hợp tác có thể mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên, ngay cả khi tồn tại sự đa dạng và khác biệt lớn giữa các nước thành viên về quy mô, vị trí địa lý, văn hóa, thu nhập và nguồn lực. Đến nay, ASEAN cần phải suy nghĩ về các giai đoạn hội nhập mới. Từ mục tiêu hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, ASEAN sẽ phải xác định chiến lược dài hạn hơn vì sự thịnh vượng của các nước thành viên của khu vực châu Á nói chung và thế giới. Trong nghiên cứu về ASEAN 2030, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số dự báo về xu hướng thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2030. Kết quả cho thấy các thành viên ASEAN mong muốn tăng gấp 3 lần GDP thực tế bình quân đầu người của khu vực đến hơn 9.000 đô la Mỹ vào năm 2030, từ mức 3.000 đô la Mỹ vào năm 2010. Để hiện thực hóa cộng đồng kinh tế khu vực không biên giới, ASEAN cần phải đưa ra hệ thống đổi mới nhằm quản lý thị trường lao động và thị trường vốn. Khu vực này cần các khuôn khổ thể chế mạnh mẽ và các cơ chế phối hợp chính sách về các vấn đề trong và ngoài khu vực. Thì từ khi mà ASEAN bắt đầu triển khai các cái biện pháp xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN ấy, thì là luôn luôn ASEAN là giữ được cái mức độ tăng trưởng tương đối là cao, từ 5 đến 5,5%. Thế rồi là cái tỷ trọng thương mại, trọng nội khối tăng lên nhiều, tăng đến 25%. Việc đạt được một ASEAN giàu có vào năm 2030 là một mục tiêu tham vọng, đòi hỏi ASEAN phải ứng phó được với 4 thách thức then chốt. Đó là nâng cao sự ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính, hỗ trợ tăng trưởng bền vững, thúc đẩy khả năng cạnh tranh và đổi mới, bảo vệ môi trường. Các chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng và ổn định được xem là công cụ cần thiết để cân bằng cả phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm sự ổn định kinh tế tài chính nói chung. Toàn cầu hóa được đánh dấu với sự tiến bộ nhanh chóng về giao thông vận tải và công nghệ thông tin đã làm thay đổi cách thức tổ chức hệ thống sản xuất ASEAN. Dịch vụ logistics hiệu quả hơn đang cải thiện nhận thức về sản xuất và phân phối hàng hóa dịch vụ. Với cạnh tranh và đổi mới là động lực toàn cầu hóa, việc xóa bỏ các rào cản đối với thương mại cũng như gia tăng dòng vốn, lưu chuyển lao động và dòng thông tin đã trở thành các nhân tố quan trọng để bảo đảm phát triển kinh tế của các nước. Bảo vệ môi trường dẫn tới chất lượng cuộc sống tốt hơn trên con đường hướng tới hiện thực hóa các mong ước 2030 về một ASEAN giàu có. Khái niệm về phát triển bền vững và hài hòa liên quan đến 5 vấn đề có tương tác chặt chẽ với bảo vệ môi trường. Cộng đồng kinh tế ASEAN không phải chỉ là một cái cộng đồng mà ở đó cái thị trường chung nó thống nhất, cơ sở sản xuất chung và cái mức độ tự do hóa nó ngày càng cao cả về thương mại, hàng hóa, dịch vụ đầu tư và dịch vụ dịch chuyển con người, dịch chuyển lao động có kỹ năng. Mà đây còn là một cộng đồng của kết nối, cộng đồng của sự hợp tác. Cho nên là doanh nghiệp khi nhìn vào cái cộng đồng này cũng phải nhìn đầy đủ các khía cạnh ấy để mình tận dụng các cơ hội. Nói chung là ý nghĩa của cộng đồng kinh tế ASEAN là nó đối chung với các nước ASEAN, không riêng đối với Việt Nam. Nhưng đặc biệt là đối với những nước thuộc nhóm ASEAN gọi là phát triển chậm hơn các nước khác, ta cứ tạm gọi là ASEAN 4 bao gồm Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanmar hay là chúng ta hay gọi là CLMV thì nó sẽ tạo điều kiện để các nước phát triển nhanh hơn để bắt kịp với các nước trong ASEAN 6. Thứ hai nữa là giúp cho các nước ấy, tham gia được vào cái chuỗi sản xuất của khu vực, trước hết là của ASEAN đấy, mà sau tiến xa hơn nữa là có thể tham gia vào chuỗi sản xuất cũng như là chuỗi lưu thông của cả khu vực trong Đông Á, rồi là rộng hơn nữa là khu vực châu Á Thái Bình Dương, rộng hơn nữa là cả thế giới. ASEAN đã trải qua chặng đường dài kể từ khi được thành lập vào năm 1967. Dấu mốc AEC đang tiến đến rất gần. Con đường sau năm 2015 là sự hình thành một cộng đồng kinh tế ASEAN không biên giới thực sự vào năm 2030, đòi hỏi một tầm nhìn và chiến lược tin cậy nhằm duy trì vai trò trung tâm trong chủ nghĩa khu vực châu Á. Các nước thành viên ASEAN sẽ thực hiện cải cách cơ cấu trong nước và các sáng kiến hội nhập khu vực nhằm đảm bảo quản lý kinh tế vĩ mô tốt, tăng trưởng toàn diện, doanh nghiệp cạnh tranh và đổi mới, phát triển bền vững thân thiện với môi trường. Hơn tất cả, ASEAN cần đi đầu trong việc đưa ra các cam kết tốt nhất cho ngày nay để thực hiện mong ước về một ASEAN giàu có vào ngày mai.